Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa file data của phần mềm GeneTV để có thể xem được phim ở chất lượng 720p. Đầu tiên các bạn phải tải phần mềm Explorer. Đây, phần mềm đây. Đấy. Mềm Explorer. Các bạn có thể tải trên CH Play. Đây, sau đây các bạn phải tải GeneTV, phần mềm GeneTV về. Ở đây mình đã tải sẵn phần mềm GeneTV. Mình xóa tất cả dữ liệu để có thể làm lại từ đầu cho các bạn thấy. Rồi, sau khi xóa dữ liệu thì phần mềm GeneTV của mình hoàn toàn mới, tự như khi tải về thì Google Search vào đây. Hoàn toàn chưa đăng nhập. Bây giờ mình sẽ đăng nhập bằng Zalo. Các bạn có thể nhập bằng Facebook hoặc là tài khoản GeneID. Đây mình nhập bằng Zalo. Đây, bạn thấy đây tài khoản của mình. Ok, đẹp. Chất lượng video mặc định là 360p. Mình không thể chọn lên được 720p. Đây, mình không thể chọn được 720p. Các bạn thoát phần mềm GeneTV. Tiên các bạn vào phần mềm Explorer. Vào phần mềm Explorer và cấp quyền root cho nó nha. Đây các bạn vào thư mục root. Chọn vào mục data. Chọn vào mục data. Theo kéo xuống. Chọn vào phần data của đây, GeneTV đây. Bạn tắt vào xuống phần cuối cùng đây, nhấp vào nhấp xuống chọn cái GeneTV.xml, bạn kích vào. Ở đây thì mình sử dụng trình sửa bằng Draw Editor. Nếu bạn không, các bạn có thể không cần tải phần mềm Draw Editor mà sửa trực tiếp bằng phần mềm Explorer cũng được. Đây các bạn chú ý dòng thứ ba User Fit, giá trị là font, các bạn sửa giá trị thành true. Sửa như hình, còn mấy cái giá trị còn lại thì để nguyên. Sau đấy các bạn lưu. Đây, ok. Còn có. Sau khi thoát ra còn có, các bạn ngắt tất cả kết nối mạng. Ngắt wifi hoặc là 3G. Chúng ta vào lại GeneTV. Chúng ta nhập vào bên này. Đấy, các bạn đã thấy là tài khoản mình đã hiện lên chữ VIP. Chúng ta vào correct. Chúng ta chọn chất lượng 720p. Để thoát ra. Giờ các bạn có thể bật mạng lên. Bật wifi hoặc 3G, kết nối 3G để xem phim. Đây. Bạn có thể vào thử.
hiểu cho xây Việt Nam. Chỉ còn một trận đua cuối cùng cho những chiến binh dũng mãnh nhất. Và quay sang bên này thì hết cái tài nữa. Các bạn lưu ý là sau khi sửa file data thành tài khoản VIP thì các bạn không vào chất lượng video mặc định để mà lựa chọn các độ phân giải khác. Nếu mà lựa chọn các độ phân giải khác thì các bạn không chọn lại được độ phân giải 720p. Nếu mà chọn độ phân giải khác thì các bạn phải sửa lại file data.